là đi mama nhở, from the duck này. Đâu có tiếng Nga, ui ghép mà của Nga. Còn mặt mẹ mày cút rồi. Địt cỏ ma mà game kinh thế. Đéo được rồi. God damn bro. Từ nha, cái game này bối cảnh như nào tôi không biết là chúng mình đang ở khoảng chung cư này. Ai à, sao đi đi nghiêng cái thằng cái chắc chắn là chơi Mai Thúy rồi. Nó mới nghiêng như này. À, mục tiêu của game này là lên tầng 64. À đâu? Cái gì? Get the 64 apartment of the deceased grandfather. Ồ, ông mình bị mất ở trên tầng 64 á. Oh my god, từ từ. Mình mới tầng 1. À mình đang phòng 43. Mà lên tầng 64. Thôi không được rồi, không sao. Nhưng mà mấy cái tầng này nó có hù mình không nhỉ? Thôi bây giờ mình cứ đi lên tầng 64 thôi được đúng không? Ủa bây giờ mới tầng 2. Không lẽ mấy game giả lập chạy bộ à? Gọi thằng Tín á, bây giờ các bạn biểu quyết đi, bạn mình có nên gọi thằng Tín không? We call Tin. We call Tin, we play a ghost game. Anh sợ một mình à? Mày sợ đâu này, tao tắt đèn đi luôn này. Cho mấy cu em nhót. Tao tắt đèn đi luôn này. Mấy lồ nào bảo tao sợ. Ha. Thằng con chó nào bảo tao chơi game mà mình mấy game trẻ con nó tắt đèn mà nó hù được tao. Nháy nháy mấy cái đèn, tưởng bố mày sợ á. À có ghế đấy làm gì, cho tao ngồi à. Nào ma đâu. Sao mình cứ leo thang thế nhở. Vai lều, lều. Tiếng gì đây? Nào lao lao sao đi. Tiếng gì? Ui chà. Tiếng game nhỏ á. Ông sao lại đây mất điện rồi? Thế event tôi nghĩ là làm được thế này không được này. Tầng 1 lên đến tầng 4, tầng 3 thì nháy đèn, tầng 5 thì mất điện. Là như nào? Oh, không có tí ánh sáng à? Vãi này, cái thang máy nó bị chập à? Sẽ như thế này nhở? Mình đi lên tiếp kệ con mẹ cái thang máy. Từ thang máy mình có vào được không? Cho tao vào coi. Yo! Ô đéo vào được. Thế làm sao mà lên được tầng 64 nhở? Không nghe thấy tiếng game á. Tiếng game to vãi chầy ra mà không nghe được á. Nó chỉ có tiếng ù với tiếng ấy thôi. À 64 đây này. Tôi xong rồi, tiếng game to lắm ấy. Ủa sao có ổ điện đây nhở? Sao có ổ điện đây nhở? Cái gì đây? Dear neighbor, anh hàng xóm à, nếu như mà anh không ngừng tạo tiếng buổi đêm thì bọn tôi sẽ gọi cảnh sát. Trời má, game này dành cho em đẹp rồi mọi người. Đây chắc chắn là anh hàng xóm ở tầng trên. Anh ấy thực ra là có đặc điểm ở trong game mà nó khác ngoài đời thật. Là trong này là anh ấy dán, còn ngoài đời là anh ấy gọi luôn. Đó. Cái gì đây? Anh hàng xóm ơi. Có phải ghê ghê thế. Anh hàng xóm ơi. Bây giờ nha. Ui, cái căn chung cư này đã bị bỏ rơi từ rất lâu rồi. Nhưng mà từ từ ta có một cái chìa khóa. Từ từ cho bật đèn. Không có điện. À thế bây giờ anh phải mồi tí điện. Ây da. Rồi nha. À, mở được automat. Tuyệt vời quá. Bật điện lên. Rồi, bật đây. Cho em tí đèn. Nhiệm vụ của mình là lấy cái album của gia đình xong rồi rời đi. À, từ từ đã, theo quan sát, đây là bối cảnh ở Nga, trong chung cư. Thằng này chắc chắn đã đi lính, nghiện vodka. Đây là có một quả pháo. Đấy, bình thường người ta mình ăn thuốc nhưng mà anh ăn pháo. Trong này có gì không? Cái gì đây? Oh my goodness. Anh này xem trước rồi, sẽ xem trước. Ui, game quen ác á. Nó chơi đâu? Từ từ có một người con gái Nga mà. What the fuck? Game anh đột chơi à? Anh à, em không biết là tại sao anh lại ngồi một mình trong bóng tối như này. Em nói thật, đôi khi sự cô đơn nó có thể dày vò bản thân ta. Anh hiểu không? Nếu như mà anh cứ nhét mình mãi trong bóng tối như này thì anh chỉ có ăn, ngủ, ỉa và sóc lọ. Những cái thói quen, những cái thói hư tật xấu rất là hại cho sức khỏe. Sóc lọ thật sự là không tốt. Vậy nên anh đã ra ngoài này.
ngoài đen chơi với các em. Ở trong đấy tối quá, người ta đã bảo mình là fan MU. Tốt nhất là em không tâm sự với anh nữa. Đấy, em sẽ đi qua bên này. Now. Hey. Ôi, cái lồng gì đây? Sao nó có xác chết trong này? Tôi chỉ cần phải đi miệng Apple thôi. Tôi phải mấy đồng. Ôi, má, mà nó tối thế. Anh này đâu? Bây giờ ví dụ mình đi vào phòng anh này có chết không nhỉ? Mình có thử đi không? Anh ơi! Ủa, má, anh biến con mẹ mất rồi. Bật đèn lên anh có hủ mình không nhỉ? À, anh giả vờ tí thôi, khói mở như ảnh tí. Anh này chắc chắn là nhà ảo thuật ra, tivi không hoạt động. Đây là cái gì đây? Đéo biết là cái gì các bạn ạ, tiếng Nga. Ui, có mấy con này, con cặc gì nhỉ? Nó gọi là cái gì ta, có búp bê Nga ở trong mở ra này. Trong ngày xưa nhà tôi có nhiều mấy cái này lắm. Ấy, bức tranh của mấy đứa bé này. À, nhà nó có 5 đứa bé à? What the fuck? Nhà có 5 đứa bé. 5 đứa bé, một thằng trẻ con ngồi trong này. Ui, sao gió thế nhỉ? Thằng này nó là Yasuo rồi các bạn, tôi biết rồi. Đi vào nhà này, thằng này nó là Yasuo. Nó là đứa con của thần gió. Đấy, nhưng mà nó ra mít nó fit quá, vậy nên nó lại là ma. À, tôi hiểu cái cốt cảnh rồi. Tu đắc tối quá. Thế phòng này thì sao? Phải lìn ạ, thằng này ỉa vào chậu à? Trôn Việt Nam rồi. Thằng này ỉa vào chậu các bạn ạ. Đấy, những con ma thường thường nó có thói quen không giống con người. Phòng này có mở được không? Trời ơi, cái này nó không mở được nhỉ? Ê, từ nãy có con ngông người trong này đấy. Hay bây giờ mình vào trong này đi. Đấy, mình ngồi đây xem ma nó có địt mình không. Không, thế không được rồi. Thế bây giờ mình lấy cái gì nhỉ? Pha miệng. Ôi, ma tối, ma tối. À, tắt điện của tao rồi đấy. Sao lại không có điện? Ui, điện bê âm. Thả em ra. 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 Ôi, ôi. Sao đéo có điện? Đéo có điện thì bây giờ mình vào kiểu gì? Tao tắt điện của tao đây. Mày à mày. Tôi thử family album là cái nào ta? Phải cái này không? À mày, cái nó ghê đít thật. Tôi family album này, tôi chúng ta phải tìm một cái quần album các bạn ạ. Nhưng mà album nó sẽ ở đâu nhở? Anh Huy mặt hổ trong đấy à? Anh mở cửa ra cho ánh nắng vào nhà đúng không? Em không sợ đâu. Cái gì? Ổ điện nhưng mà không có công tắc. Thằng này chắc chắn là bị trĩ. Con ma nó bị lú trong một cơn phê. Đấy, nó tưởng nó đang đặt thuốc trĩ nhưng mà nét nhầm công tắc ổ điện và đít. Hỏng rồi. À, chúng ta lại có một cái chìa khóa. Không biết là để mở cái gì. Chôn Việt Nam. Rồi, rồi đã, chúng ta phải đi tìm. Hà cái gì đây? Ha 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 ha. Ủa, nó hà em đếp này. Mở vào đây. Trong này cũng tối thế. Hừ cái gì mà hừ. Sao? Này hù đi. Đứng trong ngủ nó không ngủ. Wow. Cái ổ điện này mở cái gì nhở? Ê, khóa này vẫn ở đây này. What? Có cái phòng nào chưa mở được nhở? Cái ổ khóa này chắc chắn để mở một cái gì đấy rồi. Ủa tôi nghe tiếng gì rồi. Phòng này có gì không trời? Missing part. Ôi dồi ôi, nó ghê thế nhỉ. Không mở được cái gì ạ. Thì cái game này cũng kinh cơ. Chìa khóa này chắc chắn là để mở một cái gì đây. Chắc chắn là mở một két sắt. Thằng này thực ra là một đại gia. Anh em mà con ma này sống chắc chắn anh em sẽ giàu. Đéo được, nó vẫn tối quá. Tôi nghĩ là nó phải mở được một cái tủ nào đấy. Để anh em mình kiếm được một cái đèn pin. Có một cái cửa đây. Trong này sẽ có đèn pin. À, ui. Ô, đây, có cái công tắc rồi. Có một cái tôn vít nhuộm máu. Đấy, đã bảo nó bị trĩ rồi mà. Vãi lều thật. Tủ này đóng rồi này. Ui, các bạn ơi. Lúc nãy còn là nhá. Bà ma nơ canh, tóc vàng. Ở trên ảnh rất xinh mà bây giờ đã bị nhuốm máu vào mặt rồi. Vãi lìn. Con ma này sẽ gây rồi. Rồi bây giờ mình có cái công tắc rồi đúng không?
mình đóng cửa này vào. Ok, sao đóng đóng được rồi. Xong bây giờ mình vào kia. Ơ sao lại tắt đèn nhở? Ê từ từ, lúc nãy ngoài này sáng lắm cơ mà ta. Từ phòng này lại đóng, phòng này lại mở này. Từ, anh cảm thấy không ổn, anh cảm thấy không ổn. À đây 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 đây, may quá. Từ từ, công tắc nó trong phòng này, công tắc nó trong phòng này, bật lên chắc chắn có em, có em xinh đẹp đang đứng ở nhà. Mà thực ra mình trông đến độ đéo nào đâu nhở, đi mọi nhà trông độc đầu cũng chọc, cũng vâm, hiểu không, cũng vâm. Tóc để, nếu mà mấy anh để kiểu tóc này chắc chắn là gắn được cái kiểu hôm qua anh em mình xem trên tóc là gắn được ba cái đèn màu trên đầu, đánh vào những cái ngăn căn nhà ma này mà hơi tối là gắn được ba cái đèn màu trên đỉnh đỉnh cái quả tóc của mình, thế là hợp lý luôn, hợp lý luôn. Nhưng mà có búp bê nó vừa hù mình xong không sao các bạn ạ. Đấy, game có cái jump scare tí nó gọi là game ma chứ. Album à, đây album này à, mình lấy được album rồi các bạn. Đấy, xong game get out, đi ra ngoài xong có thêm còn 5 con rán. Bro, alright bro, I'm out bro. Ủa cái gì đấy, sao tim mình đập nhanh thế? Tim mình đập. What? Thôi được rồi, vào xem phim ma đúng không? Cái gì đấy? Có một cái công tắc đỏ rơi ở dưới chân nhà. Ui địt mẹ à, hỏng rồi. Đó cái gì nhở? Objective get out. Ủa nó cho mình 4 bức tranh. Ờ, nhiệm vụ là đi về, đi ra ngoài. Thôi thôi. Thôi, trời ơi. Đốt em lại đi. Pino, Pino. Thôi bây giờ thế này nhá, bây giờ thế này. Thôi bây giờ mày hù tao, tao sẽ lấy lợi thế trước, tao hát trước cho mày một bài hát. Sau đây tao biết là hôm nay là tao sẽ chết, nên ta xin được hát cho mày bài sau lời từ khước. Tại vì hôm nay tao từ khước rồi, mày thằng nào mày hù tao đúng không? Tao sẽ bật bật lời cho mày, rồi tao sẽ hát cho mày nghe, hiểu chưa? Chăn mền tôi đắm vẫn còn vương vấn cũ sau làn da thắm, vết thương chưa dứt đủ, thế nên mình đến lục này. Được chưa, được chưa, được chưa? Đấy, ok chưa? Anh em mình kéo cả nhau nhé. Đi, có mẹ bây giờ tối quá, đéo biết cái đèn ở đâu nữa rồi. Sao tối thế? À! What the fuck, bro? That's just scary as fuck, bro. What the fuck? Đầu má mày, game nó sợ thế. Sao bây giờ mày hù tao nhá? Tao nói thật mày, mày biết nó đúng không? Bây giờ mày là con ma cái nước nào? Em hứa, em hứa. Ủa nó nhìn mình kìa, nó nhìn mình đúng không? Ủa đi bộ bị ma túy rồi, đã mắt đảo như giang là cái chỉ có thể là ma túy thôi, chỉ có thể là ma túy các bạn ạ. À, đi theo đi một lúc rồi xem. Ờ mẹ mày đừng ra này nữa, tao sợ bóng tối, mày hiểu chưa? Shift to run à, shift to run à, run đi đâu rồi? Đừng tắt đèn nữa. Làm sao? Cái gì đây? Ơ tôi bị kẹt rồi. Ôi zombie, tao bị kẹt. Mấy cái cửa. Game lộn. Tao bị kẹt. Ok. Ô. Mày nó vấp cỏ đấy nhở. Ủa nó hết nhạc, nó sắp giết mình rồi. Hay quá. Sao? Tao nói thật nha, tao điên rồi. Có cái công tắc để đừng tranh cắt tắt với tao nữa này, tao tắt cho mày xem này, tao bật lại này. Ha, tao tắt cho mày được nữa, tao bật lại này. Ha. Mày nhìn tao nữa không? À nó vẫn nhìn à. Mẹ à, thằng chắc là thế bố mày đẹp dai. Định làm quen tí. Cái gì? Mày nói gì cơ?
The fuck? Sao? Giận dỗi cái gì? Từ từ đã. Chưa yêu đã chia tay. Nào, để im nào. Bật cái đèn lên. Đi mẹ tối quá. Đi mẹ tối quá. Tối quá. Rồi sao? Tận này nữa đi cho nó tối om hẳn này. Sao bây giờ tâm sự thầm kín đi. Tâm sự đi mấy con lồn. Mất đi rồi thôi. Ôi trời ơi, tôi yêu vào đây. Nó bị hù. U cái gì? U. Ôi cho tôi mở. Nào. Thôi. Get me out. Get me out. What the fuck? Get me out. Sao tao đéo đi được? Tao đéo đi được. Đi mẹ đi tôi đi. Phải tao đi. Tao còn trinh mà tao sẵn sàng đưa cho mày. Phải tao đi. Tao không đi được. Sao tao không đi được? Tao không đi được. Đi mẹ. Tôi thôi mà rồi. Cái gì? Sao tụi em thế mày? Rách chết mày. Tôm 50 thêm tôi chân. Tôm 4 chân trình vương tuần. Kêu sao tao không đi được? Kêu. Lớn nè. À có cái bài ước đấy nhưng mà đi phải tội quá. Bây đi vào nó có đánh không hả? Anh ơi. Ui. Phai đều thật. Đi phải tối quá. Yêu nữa rồi. Lại có công tắc. Sao thằng này nó chưa phệt mình nhở? Vẫn đông cơ. Sao đéo đi được nhở? Đóng mẹ cho mày đi. Xem nó có vào gọi mình không? Bờ bố mày dội mày. Bố mày chảnh. Bố mày không ra. Ú cái gì mà ú. Hình như mình đóng cái cửa này mà mình mới đi được sao á. Nếu mà tôi nhớ không nhầm các bạn ạ. Bật đèn lên. Sao tối quá đéo bật được cái đèn. Đi không phải tối quá. Ú cái gì thế nhở? Chắc là con ma đang nấu ăn rồi. Sao thế nhở? Thở đã các bạn. Má, game nó rùng rợn quá. Địt mẹ à. What the fuck, what am I supposed to do? Không đi được sang bên kia nhở? Nó vướng cái gì ấy? Nào cứ đập cái gì ấy? Ui các bạn ơi, thằng này nó nấu ngón tay xào với cái đầu đỏ đi con tẩm thất. Holy fuck. Tao có thể nhét đầu tao vào cái phích nước tao thật chết mẹ đi được không? Ui vãi lều thật. Rồi sao mà get out trời? Đéo hiểu luôn. Đây này, cứ đi ra đây là nó kẹt này các bạn. Đéo đi được sao kia. Đéo đi được. Không có cái gì ở đây ấy. Ở đây à. Được rồi chưa? À đóng cửa là đi được. Ok chưa được. Đéo được. Mở cửa ra là được này. Mình đi vào đây được không? Đéo đi vào được. Nó có cái gì ở dưới đất ấy đi con mẹ. Đi mô mày. Yo. Cay thế nhở? Đéo được thế thì mình bắt buộc phải làm trong cái nhà này rồi. Mình có tắt được cái nào? Ui. Tay này. Ngón tay này. Ui. Hai cái xúc sắc. For what? À đây được rồi. Bây giờ thì mình đi được không? À nó bắt mình vào đây. Nó bắt mình vào đây. Xong bây giờ mình còn lấy được cái gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi các bạn ạ. Nhẫn chrome hết à? Sounds like a plan bro. Mấy cái này không lấy được đúng không? Không lấy được này. Đây. Nó cho mình đèn. Nó bắt mình đi ra đây rồi. Nó bắt mình đi ra được. Thôi. Sao vào đây. Sao. Yo, what's up bro? I'm back to FTB in the building bro. Hold on. Sao cửa toilet lại đóng nhỉ? Thế bắt mình vào đây à? Từ có một bức tranh và một cô gái cũng giống quỷ. Get out, nó vẫn bảo mình đi ra mà. Cho dàn cắn mình được không? Cái gì đây? Không vào được phòng toilet nhỉ?
bật được đèn luôn đấy. Ôi, không bật được đèn các bạn ơi, không bật được đèn, không bật được đèn, tối quá không nhìn được cái gì cả. Trời ơi, ui Joker này, Joker bé bé nhưng mặt có nốt ruồi màu đỏ. What, nốt ruồi này giống anh Độ này, nốt ruồi này giống anh Độ này các bạn. Mẹ tối quá, không nhìn thấy cái gì cả. Cảm ơn đang trứng nhá. What the fuck is, why is it so dark? Hết nạc rồi. Thôi thôi, cái gì đấy, sao mở cửa ra lại đóng nhạc? Thế trong cửa đấy chắc chắn có một cái gì rồi. Đấy, trong cửa đấy chắc chắn có cái gì rồi. Ok, lên nhạc đi. Thích game sống động. Đừng, nó có tin nhạc chứ. Tối quá. Từ từ anh em mình bình tĩnh đã. Mình có hai cái xúc sắc này. Tờ báo Gorbachev is ousted in an apparent coup by Soviet armed forces and hardliners accused of steering into a blind alley. Ông này như kiểu làm chính trị này. Tin nhắn Soviet, breast cancer, ung thư vú. Serious situation, US scrambles. Bức ảnh một tòa nhà. Không phải có cái manh mối gì chứ nhở. Game nó bắt mình đánh cảm. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ thấy em trong bộ đồ anh yêu. The fuck? Không thích nghe nhạc thôi. Thì mẹ hát chán thì bảo câu. Chửi cái ta. Chửi cái ta thế. Tiếng gì kinh thiết nhở. Tiếng gì kinh thiết nhở. Nó sắp scam mình rồi. Nó sắp scam mình rồi. Nó sắp scam mình rồi các bạn ơi. Nó sắp scam mình. Chắc chắn phòng toilet là nó có một cái gì đấy mà. Cái vấn đề là mình đang đéo bật được cái đèn lên. Bây giờ phải làm sao nhở. Không bật được cái đèn lên trời. Bây giờ mở cửa ra nhá. Này, bật đèn này. Bật đèn này. Sao bây giờ trong này có cái gì? Đây tối om luôn này. Tao đéo nhìn thấy cái gì này. Tục tích tục tích tục tích tục 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 tích 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 tục. Ok. Sao nhở? The fuck. Thế mình đã thiếu một cái sự kiện gì đấy. Nên là mình ấn vào cái đàn rồi. Thế chắc chắn là chỉ trong phòng này. Đúng không? Ấn vào quyển sách không được. Mình... Ôi! Cái gì đây? Hả? Chỗ trốn á? Ô. Ô, có cái khóa. Có khóa này các bạn. Có khóa này. Có khóa. Nên mình lấy chìa, chìa khóa chưa? À, từ 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 từ. Có khóa này. À. Lắp vào. À, cái đầu tiên là đúng này. Thế mình phải đi tìm ba cái mã nữa để lấy được cái trong này. Sao? Mình có giải được cái khóa đấy không? Mình giải được không nhở? Mình có giải được không nhở? Ơ, từ từ. Nãy mình lấy được hai chữ mà. Nó là chữ... Ủa? Bây giờ mình đi tìm manh mối à? Nãy hình như là cái đầu tiên là cái này này. Hay là hai cái đấy chỉ là hai cái mắt thì thôi nhở? À, sao để biết mã nó là cái gì ta? 1941, 1945. Ai liều Xô viết à? You can hide under the bed. À tao biết rồi, tao biết là tao trốn ở dưới giường rồi. Ui ui, nó đi vào. Ui có ký tự đây. Ui 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 ui. Sao đây? Sao đây? Sao đây? Thì nó có một cái tự này, xanh lá cây. À, đúng rồi, nó có 4 mã. Cái xanh lá cây nó sẽ là hình này. Hình trà neo. Hình trà neo các bạn ạ. Hình trà neo. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Hình trà neo nha. Em xanh lá cây nha, làm sao để di chuyển nhờ. Đây, 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 hiểu rồi. Xanh lá cây là hình trà neo. Rồi nha, anh biết rồi. Ok. Xanh lá cây hình trà neo. Đây, trà neo này. Đúng luôn. Được chưa, chuẩn chưa? Rồi xong rồi. Ôi, 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 cái gì nữa? Xem là cái hình trà đeo. Địt bậy, à mắn nợ, màu đỏ hình Gucci. Thôi, 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 thôi,
bịt bậy, tao hát cho mày bài được không? Tao hát cho mày bài được không? Tao hát cho mày bài được không? Giờ sao? Giờ sao? Uống rượu hút cỏ khiến tao nghe và gật đến gãy cổ. Mày đang hay đờ không là gì ngoài cái vẫn nổ. Bố mày không làm gì nên đừng có bám nữa. Đấy là khổ như kiểu game mình nhắn tao suốt. Tao chỉ vực đến vào bổ. Tao giống như là tóc của tao ở trên này mấy thằng lờ lại hớt. Mấy cái bài mày viết giống như chiều cao mày quá thấp. Nếu mày trong lớp học thì tao đánh giá là mày không lên được lớp. Nếu như nhà vệ sinh Ấn Độ tao ỉa xuống cho mày cứ việc đớp. Mấy thằng lục bêu rêu nói gì bảo bố mày đi ra khỏi giường. Rồi bố mày đi ra khỏi giường, bố bật đèn lên này, hù bố mày đi. Rồi xong nhá, đây một mã này. Mà, có mỗi một mã ở đây thôi thì làm ăn được cái gì? Thế là mấy mã kia nó phải ở ngoài đúng không? Bắt buộc nó phải ở ngoài. Còn bây giờ làm sao để mình đi tìm được những cái manh mối này? Có một cái mã màu xanh là cây này. Má, cái này nó nháy nhiều quá các bạn. Rồi bây giờ mình đi tìm ở những cái phòng khác nữa đúng không? Má hôm tối như thế này thì đi đâu bây giờ? Cái gì đấy? Cái gì? Nó có mỗi một mã thôi các bạn ạ. Thôi bây giờ mình thử mấy cái kia đi. Mình mò thử xem nào. Cái này là lúc đầu hình như là lúc nãy mình thấy là từ từ nhá. Hình như là cái này thì phải. À đéo phải. Đéo phải các bạn ạ. Ấy lều rồi. Ôi! Xanh nước biển à? Ôi các I got a blue one. Biển đấy. Ấy từ. Ờ nhá, đúng rồi này. Ok, từ. Xem biển là. Oh. What the fuck? The fuck? I'm a genius, bro. Phone on flashlight. Oh, bây giờ mà có đèn pin à? Bố mà có đèn pin ở đây. Mà hút cỏ đúng không? Uống rượu hút cỏ khiến tao nghe và cần được gãy cổ đúng không? Mấy thằng hater không làm gì ngoài cái phần nổ. Bố mày không làm gì nữa, đừng có bám nữa. Đấy là khổ như kiểu chuyện mày nhắn tao suốt. Tao chỉ vừa đến vào bổ. Tao giống như là tóc của tao ở trên mấy thằng lợi hớt. Thằng nào cho mày? Đi ra cho bố mày kiểm tra. Kiểm tra hành chính. À có dây đây, bắt tao tự leo cổ đúng không? Ép. Phải liền toán học à? Epic. Có ghế này. Epic và một sợi dây có chữ F đỏ. Ra được không? Ok, không ra được. Không ra được. Tại sao lại không ra được? F Epic bằng xin cô tan. Xin đèo cốt không hư. Tan đoàn kết cô tan kết đoàn. Sao nữa? Here, yes, I hear you. Here, yes. I buried it in concrete. Tao đã chôn hắn ở bê tông. What the fuck? Yes. Then what? Okay bro. Okay, well, let me out, bro. Ain't no playing games, bro. You do not hear? Yes, I hear you. Anh em nghe. Trời ơi, em nghe anh rồi. Khổ quá, anh chôn cái xác ở trong bê tông. Đồ ma. Nào. What the fuck? Now I hear sounds from the dark. Tao nghe tin từ những bóng tối. Voice, những tiếng nói. In total darkness, trong bóng tối. Có nghe rồi, đi bậy à, mày nói tao nghe rõ ràng. Yes. Follow it through. Quá ghê gấm. Và đấy là follow it through. Follow it through, Valentino. No. Cái lộn gì đây? He doesn't like light. Oh, what the fuck? Phòng này chảy máu này. Không thích ánh sáng à? Thì thôi kệ mẹ mày. Tao sợ. Cái đồ ma cái mà nó ghê chứ trời. What the hell bro? You so big bro. Ê! Đi chơi với bro. Sao? Mấy thằng lô, what can move back up? Oh my god, he's so fucking big bro. Ow! Chôn Việt Nam à? Đứng tắt đèn của tao. Tao không xuyên đâu, tao không rảnh. Được đi đâu nữa nhờ? Phòng này không có gì không trời? The room stinks of a corpse. Trong phòng này có một cái xác. Chắc chắn là trong tủ. Đéo bật được đèn các bạn ạ.
Đâu mà mùi thằng nào chôn xác trong phòng này nữa trời. Mấy cái điếu thuốc hút được không? Thôi bây giờ anh em mình, mẹ nó giấu xác ở đâu nhờ? Nó giấu xác ở đâu? Mùi này, phòng này có mùi xác này. Nó mùi xác các bạn ạ. Uầy, vai lều Peaky Blinder à? Mấy thằng mất mắt rồi. Chúng ta bị cận chơi điện tử nhiều quá. Cái gì đây? Go to the voice you do not hear. À, đi đến chỗ cái tiếng âm thanh à? Đi đến chỗ tiếng âm thanh à? Âm thanh nó ở đâu nhỉ? Go to the voice. Đây, có đúng rồi. Tim đập nhanh này. Go to the voice. Đây, mày muốn ta đi ở đây đúng không? Cái gì? Mù cái ai? Mù cái gì? Ghế đây này làm gì có gì đâu. Tivi bật được không? Chúng ta có thể xem một trận liên quân cùng nhau. Guys. Chúng ta có thể xem một trận liên quân cùng nhau không? Ui, có cửa sổ gỡ vỡ này. Sao trần nhà thằng này cái nào cũng có một cái cục đinh này nhở? Ui, thằng này người nhện rồi. Ui, cái gì đây? Có một cái tượng. Bụng bê. Đây này, cứ đứng ở đây tim đập này. What the fuck? À, đèn chân à, bà mẹ, cứ tưởng dây ở đấy thích, nó thích lúc nào nó treo cổ cho nó vip. Phòng này đéo có gì rồi. There's nothing in here, bro. Cái gì? Trên máu chảy trên đầu kìa. Closed. Đúng rồi, nó nhốt xác trong này này. Nó nhốt xác trong này các bạn ơi. Từ, đây, để mình vào thử cái phòng này xem có cái gì không. Có gì trong này không? Từ. Có cửa gì đây? Thôi, đang bận, đang tìm đồ. Có lấy được cái đồ chưa? Close, vẫn đóng anh. Vẫn đóng các bạn ạ. Vẫn đóng luôn. Ê, nó mới chết đòn thật sự chứ. Oh, what the hell? Sao cửa đó lại đóng nhở? Cửa nó lại đóng nhở các bạn nhở? What the fuck? Nào! Không đùa đâu. Game này sợ không anh em á? Đéo sợ bạn. Chỗ trẻ con các bạn. Chỗ game này game trẻ con. Ây da, what the fuck? Có đôi giày này. Sao nữa, bây giờ mày muốn tao phải làm sao? Tao hỏi mày muốn làm sao, thằng đi ỉa không chú đít. Cứt thọt. Chết tươi, đừ. Ôi. Sao mặt mình bê bết máu rồi? Hả? Sao mặt mình bê bết máu nhờ? What the fuck? Ô, vẫn trốn được này. Cứ dưới một giường có gì không trời? Hết rồi. Horror story. Ui. Tiếng gì thở đấy? Tiếng gì thở kìa? Ai nghe tiếng nó thở không? What the hell? Nếu phải ông này mặt đỏ như này thì có khả năng anh em có thể kiểu suy luận được là hôm qua là có một số thứ vật thể nó theo cái chu kỳ, nhưng mà là vì mình là đàn ông, mình vẫn thích bệnh. Đấy. Thế nên là đôi khi mặt nó mới cháo lòng tiết canh như thế này. Mọi người hiểu không? Đấy. Tại vì là có một số thứ nó là theo cái chu kỳ. Đấy, các bạn hiểu chưa? Cửa này, toilet này xem nào. Toilet có gì không trời? U đủ má, sốt cà chua, bro. Tomato ketchup. That shit crazy. Sao nhở? Phòng này nó phải có một cái gì nữa nhở? Sợi dây này. Go to the voice into the darkness. Có chữ F này. Sao nữa nhỉ? You do not hear. Còn cái gì mình chưa mai check ta? Đéo thích con ma đâu. Ô, mình tắt đèn đi để mình nghe được tiếng này mà. Đấy các bạn nghe được không? Mình phải đi theo tiếng của nó. Đây, mình phải đi ra chỗ này. Đúng rồi. Mình đi theo tiếng đúng không? Chắc chắn là đây rồi. Mình đi theo tiếng của nó đúng không? Rồi. Sao? Đi ta đi. À, nó trong đó phòng này. Nó ở phòng này.
tắt nó mới hiện ra. À đây đây, nó ngay đây này. Nó ngay đây, trên đầu á. Trên đầu đó, có phải đâu, có phải đâu. Không phải, không phải, không phải, không phải, không phải. Nó không thích ánh sáng, ok mình tắt đèn nhá. Đây đúng đây rồi, đúng đây, đúng đây rồi, đúng đây rồi, đúng đây rồi. Alo. Anh mình tâm sự một tí. Sao dạo này hơi suy hay là cái gì? Mình hơi buồn. Mình hơi buồn. À, hơi buồn. À, sao nữa? Người yêu bỏ. Người yêu bỏ. Người yêu bỏ à? Người yêu bỏ, người yêu thằng này bỏ đấy à? Mới chia tay người yêu. Ừ, sao nữa nhỉ? Tao thường thường tao. Ô, đây này. Có poster gì đây? Ấy lại tiếng gì kìa? Mình đi lại ra nó chỗ nó đi. Hay là vào hẳn trong này nhỉ? Mình tắt đèn đi vào chỗ bụng bể này các bạn nhỉ? Đây đúng không? Trong này. Rồi hú ta đi. Ơ. Đéo được. What the fuck? Đấy, nó chỉ ở phòng này thôi mà. Sao này à? Sao? Rồi đây tao ngồi nói chuyện với cả mày nhá. Thế bây giờ có vấn đề gì? Có vấn đề gì? Ủa cái gì đấy? Điện thoại rung thế. Điện thoại rung thế. Đéo đâu nhở? Chỉ có bên này thôi mà. Ô, hay là cái này nhở? Đây nó, đây, đúng đây này. Đây nè. Hù bố mày đi. Ơ à, tôi lại bật. Đây nè. What the fuck? Đéo phải. Nó phải ở đâu đấy chứ. Em ơi. Đây đây đây. Đây 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 đúng không? Hay đây nè. Đây này. Tường, trong tường, ừ đúng rồi, trong tường đấy các bạn. Nhưng bây giờ làm sao để mình gặp nó? Nó vẫn chưa hù mình ý. Hay là mình phải trốn dưới này nhỉ? Dưới này có trốn được không? Không được. What the fuck? Hù đi. Yêu hù. Chó má thật. Anh hù đi á. Cái gì cơ mẹ mày? Ngón tay cộng con mắt cộng cái răng bằng chìa khóa. What the fuck? Tôi biết ngón tay đâu, ngón tay trong cái nồi. Ngón tay trong cái nồi. Ô má mày. Ngón tay trong cái nồi, ngón tay trong cái nồi các bạn. Đúng đúng chưa, đúng chưa? Đấy, có ngón tay, đôi mắt. Cái này đéo phải. Đôi mắt ở đâu nhỉ? Đôi mắt thì... Đôi mắt mới móc, móc ở đâu ra? Móc ở đâu ra nhỉ các bạn nhỉ? Xúc xích cái lấy được không? Móng tay cộng đôi mắt cộng chìa khóa đúng không? Đúng chưa? Cái này xúc xích thối, đéo phải. Cái này xúc xích thối. Tủ này mở được không? Đéo mở được. Tủ này mở được. Vãi lều thật. Răng nó ở đâu nhỉ? Thằng này là rapper rồi, nó mới làm bộ green. Nó mới làm bộ green. Ui, cảm ơn phim Donald nhá, cảm ơn phim Donald nhiều. Thằng này nó là từ từ nhá, mình có được đôi mắt rồi, à mấy cái móng tay rồi. Đây mình đưa nó đã. Móng tay, đôi mắt và bộ răng à? À hình như trong toilet có cái xác chết. Ừ đúng rồi, mình có thể móc mắt của thằng ấy ra. Thôi đéo ngủ ở đâu. Ô kìa, chưa mà chưa khóa kìa. Lấy cái mắt thằng này không? Bức tranh thằng bé ở đâu nhở? Bức tranh thằng bé ở đâu trời? Xong này không? Ô. 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 Cái gì đấy? Sao phòng khác rồi? What the fuck? Hell no bro. Từ lấy cái kìm, lấy cái kìm. Cái kìm hình như là ở ù thế. Cái kìm là ở phòng này đúng không? Phòng này, phòng này, phòng này, phòng này. Hình như trong phòng này. Đúng nhở?
Đéo phải. Cái này là, cái này là đinh này, với cả tonovit. Vẫn close. Thử cái bức tranh thằng bé ở phòng nào ta? Hình như là phòng con búp bê. Đúng các bạn. Phòng con búp bê. Đây trên bàn này hết rồi. Ờ đúng rồi. Phòng con búp bê chắc chắn rồi. Mà ủ quá. Chính xác là chỗ con búp bê. Các tình yêu, anh em mình phải dũng cảm. Ơ ờ, bây giờ nó khóa con mẹ cái này rồi thì đỡ kiểu gì hả các bạn? Ơ ờ, what the fuck? Ui, cảm ơn chị Donald nhá. Bữa chị Ri nợ anh Ly ngôi sao bắt em trả dùm nhé. Ok nhá. Thế bây giờ làm sao để vào phòng này nhở? How do I do this? Must be a way bro. Hay là thôi mình bắt buộc mình phải đi ra ngoài này rồi. Đi. Đi đi. Kệ nó. Mình cứ đi đi. Mình cứ đi đi. Này, bật tắt mẹ đèn. Ui. Oh. I got the key. I got the key, bro. Let's go. Ơ? Hay là đéo phải. Từ từ đã. Thế thì chìa khóa này không không phải mở mở cái phòng này. Ui. Ô cảm ơn gì Donald nhá. Đi còn mẹ, hay là để mở cái tủ này nhở? Hay là mở cái tủ này. Không thì ở trong này nó có một cái hộp. Nó có một cái hộp. Nó có một cái hộp. Có phải để mở cái này không? Oh! Oh! Oh my god. Fuck my asshole, bro. Holy shit. Holy fuck. Sao thôi, chú thương. Chú thương, chú thương. Chú thương, chú thương. Chú thương, chú thương, chú thương. À, có con mắt này. Có mắt này, bây giờ có bộ răng. What the fuck? Echo. What the fuck? What the fuck? Damn, that shit creepy. That shit kinda creepy, bro. Từ từ nhá. À đây đây, mình bây giờ mình từ từ. À tôi còn cái kim nữa, con kim. Kim ở chỗ thằng bé. Ơ. Từ từ nhá, mình có đôi mắt rồi. Nó tới thì phải. Nó tới thì phải. À đéo phải. Đủ chưa nhở? Tôi nhớ là còn cái kim mà ta lấy rồi á. À không. Kim để bẻ răng cơ mà. Đấy, để lấy răng này nè. Đây nè. Bức tranh này ở đâu giờ? Mẹ nãy mình nhìn thấy rồi ta, mình nhớ là ở đâu ấy. Mình nhớ là ở đâu ấy các bạn ạ. À đây. Đây, let's go. Đây, 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 đây. Bẻ chết con mẹ này. Bác sĩ nha khoa, khám răng này cho em. Khám răng này cho em. Yeah. Oh my goodness. Rồi xong rồi. Vãi lều thật. Lại là thằng bé. Từ từ đây, đây, đây. Trong này. Rồi 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 rồi. Xong rồi. Ui. Mắt. What the fuck. Ui. Cái là gì? Một bức thư. He is stronger in the dark. When you light up all the rooms, it will get weaker and you can get down. This is the key to the box under the ceiling. Oh. Ờ, ok ok, cảm ơn chị Donald nhá. À đây là cái chìa khóa cho cái hộp ở dưới trần nhà. Khi mà bạn bật điện tất cả các phòng thì sẽ yếu hơn. À thì nó sẽ yếu hơn. Ok ok ok. Cái hộp dưới cái phòng. This one. What is this? Đây cái gì? Nothing to set fire to the candle. Từ từ, phải đi tìm đốt nến. Mồi lửa. Mồi lửa bây giờ ở đâu ta? Sao rồi? Xong xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi, xong tôi rồi. Xong tôi rồi, duy nến rồi. Oh what the fuck. Tôi tôi bây giờ phải tìm bật lửa. Tìm bật lửa rồi. Tôi làm gì làm. Trốn đã được không? Nó đến á, chạy lẹ đi á. Chạy á, nhưng mà từ đốt nến lên chứ. Phải đốt nến lên chứ. Tìm cái gì đốt nến rồi. What the fuck?
I'm going, bro. Sao không biết? What the fuck? Sao cứ như này hoài? Ui, what the hell, bro? Ây da, đi tiến cảnh rồi, đéo được. Cửa này vô tận rồi, thế trong phòng này nó phải có gì rồi? Mình đéo tiến hay lùi được. Đi cảnh thôi. You need to listen. Mày phải nghe. Try again, thử một lần nữa. Thôi được rồi, alright bro. Alright bro, I'll try. Sao, mình đi về đúng không? Wait, what? 5. What? Whoa, I'm out, bro. What? Try again? Mình về này. Mình về ngược lại cửa cũ này. Sao mình lạc cốt mẹ rồi các bạn ạ? Thằng này nó ở đây này, rồi sao nữa? Thang máy này. Ô kìa. Mở cửa này thì sao? Sao nhở? Hold on. Thế thì mình không thể đi tiếp được. Mình gotta, bắt buộc phải đi ở đây. Ok nhá, rồi. You have already come here the fourth time, nothing will change. Cho lần... mình đi vào đây à? Cho tao đi xuống, tao chết mẹ luôn đi. 5. What the fuck? Sao? Hell nah, bro. Mày đi xuống kìa, mày cứ đi xuống thôi. Đi xuống kệ con mẹ rồi. Nó đeo được. Ô đây, có phòng mới này. Hả? What? Có cái tay này. Ui, đi con mẹ à. Vãi lều. Mình chỉ đi ngược lại thôi coi không nhở? Đi. Không phải, sai cửa rồi. You need to listen, try again. Vẫn sai cửa rồi, chỉ có đi ngược thôi. Từ xem đây là phòng nào đã nè. 5. Vẫn không được. Thế mình phải đi đúng. Các bạn ạ. Mình phải đi đúng rồi. Từ đây xuống này. Đéo rẽ phòng đỏ này. Đi vào phòng này này. Xong mở cửa phòng mắt này. Đúng rồi này. Đúng cái cửa này rồi. Có tay này. Đi xuống là không được. Tắt đèn đi có nghe gì đâu. Đéo đi được. Cửa này thì không phải nhá. Cái này không đi được nhá. Không quẹo trái được. Cái này đóng cửa rồi. Cái đi ngược lại nhở. Nãy đi mình đi tiếp không được. Oh! What the fuck? Tiếng đằng sau này. Mở cửa này đi xem nào. Mình cứ mở thử lần đầu. Lại đi không phải rồi, bắt buộc phải đi ngược. Nó không cho mình đi trước. Chỉ cho mình đi ngược thôi. Rồi, lại này. Rồi lại từ tầng 5 đúng không? Lại bắt đầu từ tầng 5 đúng không? Rồi, từ tầng 5 rồi đi xuống nhá. Hiểu rồi. À, rẽ trái này. Vào đây. Chỉ đi ngược thôi các bạn, chỉ đi ngược thôi, bắt buộc. Chỉ đi ngược. Rồi, vào đây này. Vào đây có tay cái thằng ra. Rồi, xong mình đi ngược lại tiếp này. Mình đi ngược lại tiếp. Rồi.
vào mấy cái tay này này. Đấy, xong mình bây giờ mình quay ngược lại này, mình mở cửa một lần nữa này. It sounds are heard outside the door, it's better not to go there. Nếu mà tiếng được nghe ở ngoài cửa, chắc chắn không nên nghe. Mình lại đi ngược tiếp. Không phải, đi ngược lại rồi vẫn không phải. What? Lại tầng 5 này. Nhưng mà bây giờ không phải cửa này, không phải cửa này. Thế thì đi. Thế đi cửa này. Đủ ma quẩn thế. À, tôi hiểu rồi. Nghe tiếng ở đâu thì đi cửa chỗ khác. Hiểu. Ma chơi hê à? Cũng có thể đấy. Làm lại này. Rồi này. Đi xuống này. Rồi đi xuống này. Về đây đúng không? Chuẩn này. Đây đúng phòng này rồi nhá. Đúng phòng này rồi nhá. Đây nhá. Rồi. Đến đây đúng không? Có tay đây đúng không? Lại đi ngược lại. Rồi. Đúng rồi này. Bình tĩnh các bạn ơi. Rồi. Đây sao nữa? Ê, tiếng ở đây này. Outside the door, better not go there. Thế thì phải đi xuống nữa. Đúng rồi. À. Ô. Sao bị đẩy vô đây rồi? Không được. Hết lại được rồi. The fuck? Hả? Thế mình cũng biến thành một trong mấy con này rồi. Cái này là tầng 6 này. Lú thế nhở. Đây có gì không? Đéo có gì. Không phải đi xuống hả? Tiếng chắc chắn ở đây này. Vào được không? Không vào được. Ta có đường đi lên này. What? Rồi sao nữa? 4 cái cửa. Cửa này không phải. Vướng ấy. Cửa này sao? Cũng không phải. Sao có cửa dưới chân nhở? Cửa này sao? Đéo được. Đéo mở được. Trên đầu. Ôi, có cửa trên đầu. What the fuck? Cửa trong này. What? Lại thêm một cửa nữa. What? Cái này có vào được không? Đéo vào được. Ôi, tiếng lại ở đây rồi. Không được, tầng 2 rồi. Từ mình có chức năng là mình đi xuống. Các bạn có tiếng ở đấy cũng không nên vào này. Thế thì chỉ đi xuống thôi. Let's go. Baby. The fuck. Cái gì đấy? The fuck just happened? Thế mình thoát rồi đúng không? Đéo phải à? Xuống mẹ chỗ đéo là... Đây rồi. Let's đây rồi. Anh ơi. Chim phát sáng. Đâu? Má thằng này dị ta. Phải cười nó còn tươi nữa. Rồi sao? Không đi đây nữa à? Đi ra ngoài đi. Chạy đâu? Đéo đi được. Sao tao không mình nhở? Không đi được.
The fuck? Hay là thằng này đưa mình cái này nhỉ? Lấy ngọn lửa đâu? V, light the lighter. Đốt đi. Light the lighter. Ồ, tiếng nó ngoài kia. Tiếng nó ngoài kia, lửa chua thôi. Ồ. What the fuck? Hương nghiệp đen thế. Nhảy qua, đéo nhảy qua được. Tối thế. Ôi, phòng này hết rồi. Đốt nến, ừ, nhưng mà bây giờ cái nến nó ở đâu nhở? Ờ, cái nến ở đâu nhở? Chúng ta bây giờ phải đi lên hẳn để thắp nến á. Đi lên tít trên đầu á. What the fuck? Lại đi lên ở trên tầng thắp nến á. What the hell? Không lên được. Chôn rồi. Đéo trong phòng này không có cửa. Không ra ngoài được. Đây nha, mày đi xuống một lần nữa này. Con mẹ mày mà không cho tao đi lên nhá. Mày không cho tao đi ra ngoài nhá. Mày đi ra ngoài này. Đéo đi được. Sao lại đéo đi được đi? Bro. The fuck. This game is bugged. À, bây giờ mình đi ra lại này. Chắc là bây giờ mình phải lên cầu thang ha. À, đi tại vì đây này tôi đi xuống dưới đường. À, ô, cầu thang đi được rồi đấy. À, thôi mình đi lẹ, bây giờ mình đốt mấy cái nến thôi là xong ha. À, đi lên. Sao đi chậm thế nhỉ? Lúc nãy các bạn có cảm giác là nó đi nhanh hơn không? Ô, cái cửa này bây giờ mở được đây. Không có tiếng nha, có tiếng em đép sẽ không vào này. Rõ ràng luôn, lúc nãy người ta đã dặn rồi, có tiếng ở ngoài cửa em đép không vào. Đấy, ui, vai liền có thằng cu em đứng trong thang máy luôn á. Ui dồi ôi, mắt nó táo tận rồi chứ. Ma này chơi hê chắc luôn. À, tao ra dẫn xem vào cửa này xem nào, được không? Ô, ô, tao tắt đèn thử cái. Ui, có tiếng gì đi. Ui, đấy, tao tắt đèn tao mở cửa ha. Ôi. Được nhá, cái gì đây? Try again, à, sai cửa các bạn. Thế thì mình đi cửa ngược lại rồi, đây, để tôi đi ngược lại thử xem nào. À, để tôi nhớ lên lại cách nào. À. Bao giờ mình mới lên lại cái phòng của ta? Đấy có mấy cái ngọn nến tôi là xong rồi ấy. Ồ, đi vào cung thang máy với thằng này luôn à? À, đấy, công nghệ hiện đại ha. Ok. Tuyệt vời quá. Ủa, sao phải đưa lên kìa. Phải đều thật. Đâu mà vẫn lên được các bạn ạ. Mà bây giờ hiện đại thật, có thang máy đâu hù mình chứ. Đâu mày. Mà nó cứ nhìn theo mình ấy. Thằng nó vừa tắm xong các bạn ạ, người nó hơi ướt. Người nó hơi ướt. À, hold on. Đây, đúng phòng tôi rồi. Đúng phòng tôi rồi, tầng 3. Nào, đúng phòng tôi đây rồi. Ồ, ok này. Đây rồi. À, bật đèn tất cả các phòng lên. You already have a candle. Được rồi, một ngọn nến này, đốt một ngọn nến. Một ngọn nến nữa. Hai ngọn nến lung linh. Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh. La 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 la. Thắp sang một gia đình. Gia đình. Còn đéo đây. Hỏng rồi. Thằng đấy không thích hai từ gia đình. Đèn không lên. Ô, tôi lại bị kẹt thôi. Tôi bị kẹt. The fuck. Ok. Nó tắt nến của em đẹp rồi. Ok. Đi kẹt. Ơ. À, thì tôi không bật được đèn. Trời ơi. Ủa, con ma nó làm mắt tôi bị mờ rồi các bạn ạ. Từ full HD số 1 40p rồi. Đầu mà. Ủa. Phòng này tự nhiên là sáng lên các bạn. Không bật được đèn này. Không bật được đèn nha các bạn. Ồ. Tôi xong rồi. Ồ. Tự nhiên có giường đèn. Đâu có đèn ở đây nhở. Công tắc cái bật được không? Không bật được. Yo crazy bro. Có gối này. Ồ, có cái tủ mở được. Thử xem cái tủ này có gì nhá. Không có cái gì các bạn ạ. Chỉ mở được thôi. Từ đã xem là sao tối thế nhở. Sao tối thế nhỉ các bạn nhỉ? Từ nhá. Vào phòng của TV đi. Ui, cái gì đang di chuyển kìa.
căn nhà đang di chuyển. À, có một con ma to đang nhìn mình. Ơ, thôi xong rồi. À, lại bật được đèn này. Lại bật được đèn các bạn ạ. Vai lều thật. Chôn ôi, ma nó chỉ kiểu nhìn mình đi mà. Chắc chắn nó, ma nó biết mình là vua đẹp trai. Ma nó biết mình là vua đẹp trai các bạn ạ. Thế nên là nó định trêu đùa với cả mình. Ui, trong tủ có gì ta. À đây thôi, mình cứ thắp được, bây giờ mình thắp được rồi. Bây giờ mình thắp được rồi. Ma nó biết mình là vua đẹp trai này. Nó liếc liếc một tí. Nó liếc liếc một tí thôi. Các bạn hiểu chưa? Nó hơi liếc mình một tí. Ok không? Ô, tôi thích nhở. Ui, đây, không biết nó liếc mình lần này nữa không ta. Bây giờ mình thắp cái này nữa được không? À, hoàng hôn à? Ừ, màn thích hoàng hôn. Khi màn đêm buông xuống, có lúc mà nỗi buồn vây kín cho anh, dẫu biết em chẳng là gì cả, nhưng nụ cười của em là ngọn đèn soi tỏa anh ban đêm. Em có biết bơi không? Tại vì nếu như mà em biết bơi thì anh mới nhìn thẳng vào đôi mắt của em. Anh sợ mình chết đuối trong đôi mắt đấy. À ha, đúng rồi, chắc chắn là như thế. Chắc chắn là như vậy đấy các bạn ạ. Ma đánh violin, ma ghê mình. Ôi, what the fuck? Thằng này sống lại rồi. Yo, yo, sao đây? Mày đi gõ tao à? Hello, heroin, nicotine, THC, fuck bro, chết đòn. Thật sự là chết đòn. Thật sự là chết đòn đấy các tình yêu ạ. Từ, hold on. Tối thế nhỉ? Ai da. Ui, có đầu kìa. Có đầu trên tường. What? Rất nhiều người. My god. Ôi, cái đồ gì? Mày là ma nhưng mà mình làm, mình bị ma đuổi nhưng mà mình là người nổi tiếng. Chính vì thế mình là KON. Mấy anh của em đi vừa rồi là ma, mà mình là nghệ sĩ, mọi người hiểu chưa? Đây. Được chưa? Ui, tiếng gì đấy? Ô kìa, cảnh rồi. Đi cảnh R. Chắc chắn là đi cảnh. Ôi, fuck. God damn it bro. Oh my god. Trời đất ơi, cảnh này to quá, cảnh này liều lipid vãi lều thì. Đi còn. Hai. Ok. Đi phải nó lại tắt của mình. Cay tê nhỉ. Bao giờ mình đốt hết được mấy cái phòng này ra. Còn hai phòng nữa. Ủa, có tiếng gì kêu kìa. À, còn ba ngọn nến nữa. Ba ngọn nến là à, bây giờ ngoài là phòng khách là mình đã xong rồi. Bờ toilet xong rồi này. Phòng búp bê. À, lại có đốt thêm cho cả thằng này nữa. Sao không đóng được cái cửa này nhở? À thôi kệ mẹ nó đi. Đốt. Đốt đến nhất đít thằng này. Ok. Đây, được rồi. Phòng này sáng nha, trong búp bê nha. Không được. Sao nữa? Sáng rồi. Phòng này không đốt được các bạn nhở? Tại sao lại không đốt được nhở? Thế xong cho tôi còn hai cục nến nữa đúng không? Đây, cho cái phòng TV. Cho cái phòng TV liền. À, thằng TV đốt của mình đốt rồi mà. Thôi, để tôi check phòng này. Để tôi check phòng này các tình yêu ạ. Không mở được cửa các tình yêu ơi. Chết đòn. Từ nam. Nó có uẩn khúc gì đấy ở đây rồi. À, thằng này đi ỉa nhưng mà thích view đẹp. Ha. Tính thằng này nó kỳ thật các bạn ạ. À, đây rồi. Đấy, tắt cái đèn. Cho nó ỉa cái nó mở cửa phòng cho mình ngay. Ôi, cái gì đấy? Lại cảnh rồi. Ôi, cái nào đây? Ôi, không muốn con này quên. Đốt đi, thả tao ra. Thôi, nó cái phòng này cho tao đi. Cho tao đi. Ôi. Ôi, như lồn đúng không? Lỗi anh. Xong rồi, cho ta đi đi. Xong rồi tất cả phòng rồi mà. À, chạy về được chân trời các bạn ơi. Con ma nó đã yếu rồi. Yes.
Let's go. Hay quá, đi về thôi, đi về thôi. Má ơi, đồ nó tự tưởng cho mình hơi bót. Có tiếng gì ta? À. Ơ. Thang máy đâu, đâu ấy được. Ok. Thôi mình đi xuống dưới xem nào. Đi xuống dưới xem nốt thằng mấy thằng của em. Ồ. Như lúc nãy rồi, cảnh như lúc nãy luôn, cảnh như lúc nãy luôn. Thôi về thôi, về thôi, về thôi. Tầng 4 rồi này. Về thôi, chạy thôi, chạy thôi. Tập này chỉ có chạy thôi. Tập này đúng là chỉ có chạy thôi. Đi mà ăn uống đéo gì tập này nữa. Chạy chạy đâu. Ồ, đèn nó bắt đầu đỏ rồi, đèn nó bắt đầu đỏ rồi. Beat run, beat run, beat run, beat run. Ôi. Thôi 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 không vào, không vào, không vào. Về 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 tầng 1, tầng 1, tầng 1. Chả ra ra. Đừng đừng đừng. Đừng đừng không không không. Tôi cứ tính tôi cẩn thận, tôi tính tôi cẩn thận, tôi cứ check kỹ. Ờ. Tầng 1. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ô. Đệt cuốn mày à. Game ghê vai lìn các bạn ơi. Ai ôi ôi. Ô. Game ghê vai lều thề. Hay quá các bạn ơi. Vâng. Cuối cùng thì em đã cũng phá đảo xong tựa game From the Darkness. Ha. Đấy, hẹn các bạn ở những game ma lần sau. Đồ à, sợ quá thề. Hết hồn luôn á. Hề luôn. Đấy, so và tôi chơi được game này bao nhiêu lâu nhở? 567 phút. Hay ui rồi mấy ông anh tôi chơi 79 phút, tôi chơi 67 phút đã phá đảo rồi. Nó là level 10 đấy các tình yêu ơi.